ban biên tập xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến quý vị khán giả yêu bóng chuyền đã luôn theo dõi và ủng hộ những bản tin trên kênh tin tức online của chúng tôi. Trong bản tin này, chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến quý vị rất nhiều thông tin mới, quan trọng và hấp dẫn nhất của thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng chuyền. Thông tin đầu tiên ít ai biết được chính là việc năm tuyển thủ bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đã tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Dưới áp lực của cả học tập và thi đấu, những vận động viên trẻ này không chỉ phải tập trung cao độ trong các trận đấu mà còn phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Sự cố gắng và nỗ lực của họ không chỉ thể hiện tinh thần thể thao kiên cường mà còn chứng minh được khả năng quản lý thời gian và áp lực một cách xuất sắc. Điều này không chỉ là niềm tự hào của các em mà còn là niềm tự hào của cả nền bóng chuyền Việt Nam. Thông tin tiếp theo đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ chính là việc sau giải thế giới, Trần Thị Thanh Thúy chính thức tham dự thêm một giải đấu quốc tế lớn trước khi đi châu Âu. Thanh Thúy, với tài năng và phong độ ổn định, đã trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của bóng chuyền Việt Nam. Việc cô tiếp tục thi đấu ở các giải đấu quốc tế không chỉ giúp nâng cao trình độ cá nhân mà còn là cơ hội để cô tích lũy thêm kinh nghiệm, chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách sắp tới ở châu Âu. Đây cũng là tin vui đối với người hâm mộ, khi họ sẽ có thêm cơ hội để chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của Thanh Thúy trước khi cô lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, một thông tin quan trọng và đáng chú ý chính là việc thiếu tá bóng chuyền Việt Nam lập thành tích xuất sắc, nhận được vinh dự đặc biệt cùng với Trần Thị Thanh Thúy. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của các vận động viên mà còn là nguồn động viên to lớn, khích lệ tinh thần thi đấu của toàn đội. Việc được vinh danh cùng với Thanh Thúy, một trong những ngôi sao sáng giá của bóng chuyền Việt Nam, càng làm cho thành tích này trở nên ý nghĩa hơn. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn là niềm tự hào của người hâm mộ nước nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất về bóng chuyền cũng như các môn thể thao khác trong các bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh tin tức của chúng tôi. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn và thưởng thức những trận đấu kịch tính cùng những tin tức thể thao sôi động. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, năm tuyển thủ bóng chuyền nữ U20 Việt Nam thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là ai? Năm tuyển thủ bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. 1. Chủ công Đặng Thị Hồng. Đặng Thị Hồng, sinh năm 2006 tại Bắc Cạn, là một trong những ngôi sao trẻ đầy triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô đã chứng minh được tài năng và bản lĩnh của mình khi cùng với đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2024. Ở tuổi 18, Hồng đã nhanh chóng nổi lên như một trong những vận động viên trẻ xuất sắc, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều kỳ tích cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m68, nhưng Đặng Thị Hồng lại có khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc. Nữ chủ công người Bắc Cạn luôn thể hiện sức mạnh, uy lực và đa dạng trong các pha tấn công trên lưới. Không chỉ dừng lại ở tấn công, khả năng phòng ngự của Hồng cũng vô cùng ấn tượng. Cô luôn biết cách đọc tình huống và phản ứng nhanh nhạy, cứu và đỡ bóng một cách lăng xả, không ngần ngại xông pha trong mọi tình huống khó khăn trên sân. Sự xông xáo và mạnh mẽ của Đặng Thị Hồng đã khiến cô trở thành một trong những vận động viên được người hâm mộ yêu mến và kỳ vọng nhất. Những pha bóng lăng xả, những cú đập đầy uy lực của Hồng không chỉ thể hiện kỹ năng mà còn là tinh thần chiến đấu hết mình, không bao giờ từ bỏ. Hồng là minh chứng sống động cho tinh thần thể thao kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ. Với những thành tích đã đạt được và tiềm năng phát triển không giới hạn, Đặng Thị Hồng chắc chắn sẽ là một trong những ngôi sao sáng giá của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai. 2. Chủ công Nguyễn Lan Vi. Nguyễn Lan Vi, đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam, đang chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2024. Ở tuổi 20, nữ chủ công quê Long An này đã chứng tỏ mình là một tài năng xuất sắc trong làng bóng chuyền Việt Nam. Với chiều cao nổi bật 1m73, Lan Vi sở hữu khả năng công thủ toàn diện, bật nhảy tốt, tấn công đa dạng và xử lý bóng quyết đoán. Đặc biệt, tư duy chơi bóng thông minh của cô được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Từ đầu năm 2024, trong màu áo của VTV Bình Điền Long An và tuyển nữ U20 Việt Nam, Lan Vi luôn thi đấu nổi bật. Cô đã góp công lớn vào những thành công của đội bóng nhờ phong độ ổn định và khả năng lãnh đạo xuất sắc trên sân. Mỗi lần xuất hiện, Lan Vi không chỉ làm hài lòng người hâm mộ bằng những pha bóng đẹp mắt mà còn bởi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và quyết tâm cao độ. Ngoài tài năng trên sân, Lan Vi còn gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cân đối và nước da sáng. Sự duyên dáng và vẻ đẹp của cô thường được ví như mang nét đẹp của con lai, khiến cô trở thành một trong những vận động viên được yêu mến và ngưỡng mộ nhất trong làng bóng chuyền Việt Nam.
Nguyễn Lan Vy không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là một người đội trưởng mẫu mực, luôn biết cách động viên và dẫn dắt đồng đội. Với những gì đã thể hiện, cô hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng giúp tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đạt được những thành tích cao tại giải vô địch châu Á 2024. Sự xuất sắc của Lan Vy không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn mở ra nhiều hy vọng cho tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam. 3. Chuyền hai Lê Lê Bách Hợp. Sinh năm 2006, Lê Lê Bách Hợp là một trong những cầu thủ nổi bật của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, cùng với chủ công Nguyễn Lan Vy. Dù thi đấu ở vị trí chuyền hai, Bách Hợp sở hữu chiều cao khá ấn tượng với 1m73, một lợi thế lớn giúp cô tỏa sáng trên sân. Tại giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2023, Bách Hợp đã xuất sắc nhận danh hiệu cầu thủ chuyền hai xuất sắc nhất. Cô là người tổ chức bóng tuyệt vời, tung ra những đường chuyền chính xác, vừa tầm để các đồng đội như Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Như Ngọc, Lê Như Anh, Phan Khánh Vy hay Nguyễn Lan Vy có được những pha tấn công sắc bén. Sự xuất sắc của Bách Hợp đã góp phần quan trọng giúp đội bóng của cô giành ngôi vô địch ở giải đấu năm đó. Dù còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi, Bách Hợp đã cho thấy sự tự tin và tài năng vượt trội của mình. Màn trình diễn ấn tượng của cô ở các giải đấu quốc nội đã giúp cô được triệu tập vào đội hình của đội nữ U20 Việt Nam trong năm 2024. Đây không chỉ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Bách Hợp mà còn là sự khẳng định về tài năng và tương lai sáng lạng của cô trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Lê Lê Bách Hợp không chỉ là một chuyền hai xuất sắc mà còn là một người đồng đội đáng tin cậy, luôn biết cách tạo cơ hội cho đồng đội và duy trì sự ổn định cho toàn đội. Sự hiện diện của cô trong đội hình U20 Việt Nam hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị và hy vọng cho người hâm mộ bóng chuyền. 4. Libero Phạm Thị Khánh Lâm. Phạm Thị Khánh Lâm, một trong những libero xuất sắc nhất của câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Lào Cai, đã trở thành cái tên nổi bật trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Sinh năm 2006 và chỉ cao 1m53, Khánh Lâm đã chứng minh rằng chiều cao không phải là yếu tố quyết định duy nhất cho sự thành công trên sân bóng. Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2024 diễn ra tại Đắk Lắk hồi tháng 5, Khánh Lâm đã gây ấn tượng mạnh với khả năng phản xạ cực nhanh và khả năng phán đoán điểm rơi của bóng rất tốt. Những pha cứu bóng xuất sắc của cô không chỉ giúp đội tuyển U20 Việt Nam tránh khỏi những bàn thua trông thấy mà còn tạo động lực lớn cho toàn đội. Khánh Lâm đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong mỗi trận đấu, khi liên tục cứu những pha bóng khó và duy trì sự ổn định cho hàng sau của đội. Sự tập trung và tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi của cô đã giúp đội tuyển U20 Việt Nam có những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu. Khả năng chơi bóng của Khánh Lâm không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở tinh thần chiến đấu kiên cường. Dù phải đối mặt với những đối thủ mạnh và những pha tấn công đầy uy lực, cô vẫn luôn giữ vững tinh thần và quyết tâm bảo vệ mỗi điểm số cho đội nhà. Phạm Thị Khánh Lâm đã chứng minh rằng, với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Cô không chỉ là niềm tự hào của câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Lào Cai mà còn là một biểu tượng cho tinh thần thi đấu kiên cường của bóng chuyền nữ Việt Nam. 5. Libero Hà Kiều Vy. Hà Kiều Vy, libero xuất sắc của câu lạc bộ Việt Tin Băng, đang trở thành ngôi sao triển vọng trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Sinh năm 2006, với chiều cao 1m66, Kiều Vy vượt trội so với nhiều đồng đội chơi cùng vị trí và mang đến một lợi thế đáng kể trên sân. Tại giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2024 vừa qua, Kiều Vy đã dẫn dắt đội trẻ Việt Tin Băng chơi với tinh thần quyết tâm và sự tự tin cao độ. Họ đạt thành tích toàn thắng trước khi bước vào trận chung kết đầy kịch tính gặp VTV Bình Điền Long An. Mặc dù để thua 1-3, Việt Tin Băng vẫn tự hào giành ngôi Á quân và Kiều Vy chính là tâm điểm của sự chú ý. Với màn trình diễn ấn tượng, Hà Kiều Vy đã nhận danh hiệu vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất giải. Đây là năm thứ hai liên tiếp libero trẻ tuổi này giành được danh hiệu cao quý này ở giải trẻ toàn quốc, khẳng định vị thế của mình trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Không chỉ nổi bật với tài năng trên sân, Kiều Vy còn thu hút sự chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và nét thanh tú đặc trưng của tuổi 20. Sự kết hợp giữa kỹ năng phòng thủ xuất sắc và ngoại hình cuốn hút đã khiến Kiều Vy trở thành một trong những gương mặt được yêu mến nhất trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Khả năng phòng thủ vượt trội, tinh thần chiến đấu kiên cường và phong cách thi đấu tự tin đã giúp Hà Kiều Vy không chỉ khẳng định mình trên sân bóng mà còn trở thành niềm hy vọng lớn cho tương lai bóng chuyền nữ Việt Nam. Sự cống hiến và nỗ lực không ngừng của cô hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp thi đấu. Thông tin tiếp theo đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ sau giải thế giới, Trần Thị Thanh Thúy chính thức tham dự tiếp giải quốc tế lớn trước khi đi châu Âu. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa báo tin rất vui về chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa cho biết, sau khi tham dự FIVB Challenger Cup 2024,
chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ tiếp tục cùng đồng đội tham gia giải đấu quốc tế tại Thượng Hải, Trung Quốc. Giải đấu này hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự góp mặt của một số đội bóng chuyền nữ hàng đầu châu Á và một đội bóng chuyền nữ đến từ châu Âu. Trước đó, như tin tức online đã cho biết việc Thanh Thúy có tham dự giải đấu quốc tế ở Thượng Hải hay không còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của cô. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy Thanh Thúy đã thực sự bình phục chấn thương đầu gối và đang ở trạng thái thể lực tốt nhất. Đây là tin rất vui đối với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Sau thời gian phải ngồi ngoài để dưỡng thương tại AVC Challenge Cup 2024, màn tái xuất của chủ công quê Hà Nam tại đội tuyển quốc gia là điều mà nhiều người hâm mộ đã mong chờ. Sự trở lại đúng lúc của Trần Thị Thanh Thúy không chỉ tăng cường sức mạnh cho đội tuyển mà còn mang lại niềm hy vọng lớn cho Việt Nam tại FIVB Challenger Cup 2024. Với tình trạng sức khỏe tốt, Thanh Thúy sẽ cùng đội tuyển Việt Nam đối đầu với chủ nhà Philippines ở vòng tứ kết FIVB Challenger Cup. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cộng hòa Séc ở vòng bán kết. Màn trình diễn của Thanh Thúy không chỉ là điểm tựa tinh thần cho đồng đội mà còn là niềm tự hào của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi chứng kiến cô tỏa sáng trên sân quốc tế. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự trở lại của những ngôi sao như Trần Thị Thanh Thúy là những yếu tố then chốt giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất. Chắc chắn, giải đấu tại Thượng Hải sẽ là một cơ hội quý báu để các cô gái vàng của chúng ta rèn luyện kỹ năng, cọ sát với những đội bóng mạnh và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Và cuối cùng là thông tin đặc biệt, thiếu tá bóng chuyền Việt Nam lập thành tích quá xuất sắc, nhận vinh dự đặc biệt cùng Trần Thị Thanh Thúy. Theo bảng xếp hạng được cập nhật mới nhất của trang bóng chuyền nổi tiếng thế giới Volleybeat thì Trần Thị Thanh Thúy là chủ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là kết quả không hề bất ngờ bởi Thanh Thúy cao tới 1m90 và đã phát huy rất tốt lợi thế chiều cao để giành được rất nhiều thành công nổi bật trong sự nghiệp. Đáng chú ý là xếp ngay sau Trần Thị Thanh Thúy ở vị trí số 2 là chủ công Đỗ Thị Minh. Đỗ Thị Minh cùng quê Hà Nam với Thanh Thúy và hiện mang hàm thiếu tá. Cô chỉ cao 1m73 nhưng đã không ngừng khổ luyện để tăng cường cả thể lực lẫn chuyên môn khi còn thi đấu. Nhờ những nỗ lực vượt bậc, Đỗ Thị Minh vẫn giành được rất nhiều thành tích đáng tự hào trong sự nghiệp và được Volleybeat ghi nhận là chủ công xuất sắc thứ 2 trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Vị trí Đỗ Thị Minh đạt được là rất đáng nể nếu biết rằng cô là chủ công thấp nhất trong top 10 chủ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam theo xếp hạng của Volleybeat. 9 chủ công còn lại trong top 10 đều có chiều cao tốt hơn Đỗ Thị Minh. Cụ thể, ngoài Thanh Thúy, hạng 1, cao 1m90, còn có Nguyễn Thị Xuân, hạng 3, 1m80, Trần Tú Linh, hạng 4, 1m78, Đinh Thị Thúy, hạng 5, 1m77, Trần Thu Trang, hạng 6, 1m74, Nguyệt Anh, hạng 7, 1m74, Bích Trâm, hạng 8, 1m74, Như Quỳnh, hạng 9, 1m75, và Diệu Châu, hạng 10, 1m80. Đỗ Thị Minh, một trong những tên tuổi lừng lẫy của bóng chuyền nữ Việt Nam, từng là một chủ công xuất sắc, khoác áo tuyển quốc gia tham dự nhiều giải đấu quan trọng. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã thi đấu với sự cống hiến và đam mê tuyệt đối, trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong lòng người hâm mộ bóng chuyền. Khoác áo câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin, Đỗ Thị Minh đã gặt hái được những thành tích đáng nể. Cô cùng đội bóng giành tới 8 chức vô địch quốc gia, một kỷ lục vô cùng ấn tượng và đầy tự hào. Những chiến thắng ấy không chỉ là minh chứng cho tài năng xuất chúng của cô mà còn thể hiện sự đồng lòng, kiên trì và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của cả đội. Sau khi quyết định nghỉ thi đấu, Đỗ Thị Minh không rời xa niềm đam mê bóng chuyền. Thay vào đó, cô chọn con đường huấn luyện để tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức và tình yêu với môn thể thao này cho các thế hệ trẻ. Hiện tại, cựu chủ công sinh năm 1988 đang đảm nhận vai trò trợ lý huấn luyện viên đội trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin. Dưới sự dẫn dắt của cô, các tài năng trẻ không chỉ được rèn luyện về kỹ thuật mà còn học hỏi được tinh thần thi đấu quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc. Đỗ Thị Minh không chỉ là một người thầy tận tụy mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho các vận động viên trẻ. Sự hiện diện của cô trong vai trò huấn luyện viên là một bảo chứng cho sự phát triển bền vững và chất lượng của đội trẻ Bộ Tư lệnh Thông tin. Cô luôn sát cánh bên các học trò, cùng họ trải qua những giờ tập luyện vất vả và những trận đấu căng thẳng, truyền động lực và niềm tin để các em phấn đấu, vươn lên đạt được những thành tích cao. Nhìn lại hành trình từ một vận động viên xuất sắc đến một huấn luyện viên tận tâm, Đỗ Thị Minh đã và đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam. Câu chuyện về sự nghiệp và những đóng góp của cô sẽ mãi là nguồn động lực cho các thế hệ vận động viên, để họ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang cho bóng chuyền Việt Nam.